Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Mây Khoai Tây. Các bạn ơi, có Mây nhận được rất là nhiều gợi ý này, cũng như là các bạn góp ý với Mây là chị ơi, chị có thể quay một vlog là sau một ngày đi học về chị sẽ làm những gì không? Thì bình thường thì Mây có làm nhiều việc lắm, nhưng mà chắc là thôi mình thực tế đi, ngày hôm nay thì Mây làm gì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Mà tiện thể bây giờ đây là Mây đang rất đói, Mây vừa thi xong các bạn ạ. May là Mây làm được bài. Nếu các bạn nào hỏi Mây làm được bài không thì Mây trả lời luôn là Mây làm được bài các bạn ạ. Và bây giờ thì là Mây đang định đi ăn. Mà chiều nay nhá, bạn cùng phòng của Mây không có ở nhà. Đó, thế là bây giờ Mây tự đi ăn ngoài, may quá. Mà rủ hôm nay không hiểu sao các bạn ạ, rủ ai cũng không phải đi ăn với Mây. Thế là may quá Mây rủ được một bạn. Đấy chính là bạn đang quay phim cho Mây đây. Và bạn đấy là bạn thân của Mây, và ngày hôm nay Mây bạn đấy sẽ đi ăn. Bây giờ đi ăn á. Còn tính làm gì nữa thì tính sau đi, bây giờ Mây đói lắm rồi không chịu nữa. Bây giờ đi thôi nhá. Ôi dồi ôi, nóng thật các bạn ạ, trời mưa xong nó còn bị hập lên ấy. Nóng lắm, mang Mây đi lấy xe đã. Đi thôi, let's go. Ngày hôm nay thì Mây sẽ không hề đi một mình. Mây đi với một bạn của Mây, gọi là bạn thân ở lớp luôn đấy. Đây. À, ui, xíu gì ô tô đâu. À đúng rồi, Mây sẽ dẫn các bạn đi ăn một chỗ mà Mây rất là hay ăn. Sau học Mây sẽ ăn rất là nhiều đấy luôn. Đây là bạn của Mây đi và đúng lúc giờ tắc đường. Tắc lắm. Ôi, Mây vừa một quán các bạn ạ. Nên là Mây định dẫn các bạn đi ăn về cái xiên mà ở trên cái xe đẩy đẩy bên lề đường. Nhưng mà do là trời mưa thế là không, người ta không bán ấy. Vừa mưa xong trời vừa nắng thôi. Bây giờ Mây sẽ ăn ở một quán cà phở, Mây cũng rất là hay ăn ở gần trường Mây luôn, cũng rất là ngon. Ui, gió đấy mạnh quá à. Các bạn biết không, Mây đang bị nhiệt mồm. Rồi đau ăn ăn Mây nói mồm của Mây nó không mở được hẳn ra ấy. Nó cũng không được to, thế là các bạn thông cảm cho Mây nha. Ui, ở đây có siêu siêu nhiều đồ ăn vặt này. Đi học về đúng lúc đói thật luôn ý. Nay đi về đúng lúc trưa nữa, đã còn tắc đường chứ. Hôm nay Mây thi trên lớp đã rất là căng thẳng rồi. Thế là Mây phải dồn bao nhiêu cái. Ở sáng nay Mây ăn được đúng một mỏ bánh mì các bạn ạ. Ăn vội ăn vàng, trời thì mưa chứ. Chạy lớp thi, thế là bây giờ Mây rất là đói luôn đấy. Thế ạ, ăn. Đúng là cái mồm nhiệt này ăn cái gì cũng không thấy ngon luôn ý. Nhưng mà vẫn phải ăn. Chè bưởi với gì nữa? Mày gọi gì? Ta sẽ gọi chè khúc bạch. Không, tí gọi tiếp. Gọi thêm bánh mì mật ong nhá. Ok. Lây. Chẳng lây gì cả. Dịch. Không, ăn được hết. Mà giờ nó lại có ui, cái này là cái gì ấy? Rất là dừa. Mà ăn ngon lắm. Chắc hẳn là bạn nào cũng sẽ ăn, đã ăn cái bánh mì rồi. À, em đi đi được. Tao cứ quay nhá. Đây là niềm đam mê các bạn, nghiến răng. Chân gà ra rồi. Ba! Trông nó bông hoa. Trời ơi. Nghiến răng này còn bị nhiệt nữa chứ. Rồi, những nhiễm sỉ. Kệ người ta. Mày bị gặp. Đừng hỏng. Đâu đâu? No. Ăn xong no quá. Mũ con vịt mày đâu? Mũ con vịt đó bị mèo đái rồi. Uầy. Có mỗi mũ để mèo đái đi. Thì đợi mũ ra
đi. À. Đùa đâu, không được đâu, lên xe. À đấy, mê thấy bảo là bị nhiệt miệng ấy, hay là phải ăn sữa chua mới mát được đúng không? Đây đang đi ăn sữa chua các bạn ạ. Sữa chua chật trâu. Kì là bạn mê đã chơi chơi mây đã trôn mây thì là mây không cho bạn ăn. Chỉ mình mê ăn thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đổ sữa chua này. Wow. Bởi vì đang đau ấy, ăn này cho em. Ngon quá em. Ngon lắm, ngon lắm. Ai bảo lúc nãy trôn mây không cho ăn. Chưa có xe đâu. Hôm nay mình đi xe mà, sao mình biết được? Đâu, tôi cầm đâu. Với thằng máy xe sao mà người ta mà tìm. Ơ, cái thằng máy. Ôi giời ơi. Được không đây? Bị vơi mất tận ngày rồi. Đây các bạn ơi, sau khi mẹ ăn xong, mẹ ăn sữa chua chân châu xong thì mẹ đã sang nhà các anh. Và bây giờ là công việc của mẹ hay làm. Mỗi lần mẹ đến đây, công việc đầu tiên mẹ hay làm đó chính là chăm sóc lũ mèo. Đây, hai con mèo rất là đáng yêu luôn, cho các bạn xem nhá. Đây là bạn mèo béo. Còn đây là bạn mèo bông. Bông ơi. Trời ơi, các bạn thấy chưa, ở ngoài mưa rất là to luôn. Đấy, may quá, mẹ vừa đến đây thì trời mưa to. Wow, không thì chắc là mày phải tắm mưa mất. Đây là bạn béo này. Béo ơi, đây là bạn béo, bạn này chỉ có ăn với ngủ thôi. Còn bạn bông rất là nghịch. Đây, bông. Đây là bạn bông. Bông này. Bạn bông này ăn lại còn nghịch. Xong rồi, bạn này ít khi ngủ lắm, chỉ thấy nghịch thôi. Bạn này thì sẽ không bị rụng lông như bạn béo. À đấy, công việc đầu tiên của mày đến đây là sẽ cho chúng nó ăn. Đây, các con mèo đấy. Bình thường chúng nó rất là bơ mây, nhưng mà mỗi lần mây như này là chúng nó sẽ lại sáng lại gần lại. Con này chỉ có thế mà thôi, chỉ có ăn mới tìm đến mình thôi. Đấy thôi chứ nhiều lúc không tình cảm lắm. Ăn nhiều vào. Bây giờ mây sẽ đi đổ nước cho chúng nó. Vì chúng nó ăn hạt nó sẽ rất chi là khát nước. Nên thế là lúc nào cũng phải đầy đủ nước cho chúng nó. Bạn béo rất thích uống nước nhá. À, như bạn béo đang mày ăn. Béo bông đang mày ăn. Ăn nè, ăn nè, ăn nè. Công việc tiếp theo của mây chính là truy tìm các viên sô-cô-la. Đây, một căn nhà rất là xinh xắn đáng yêu. Đó. Trời ơi, chúng ta làm mấy con mèo này cũng sướng đây. Chúng ta làm mấy con mèo này cũng sướng ghê được ạ. Chỉ có kiểu này, chỉ những cái viên sô cô la này chỉ có của bạn béo thôi. Chỉ có của bạn béo thôi. Ui, quá là nhiều luôn đấy. Bây giờ đến ngôi nhà thứ hai. Trông đứng oai phong như một nữ hoàng luôn đấy. Chị Bông ơi. Em dọn xong rồi chị ạ. Đây, em dọn xong cho chị rồi đấy ạ. Đấy, các bạn đã thắc mắc là sau một ngày đi học về thì mới sẽ làm cái gì.
thì hầu như là mây sẽ thường là mây sẽ đi ăn xong rồi mây sẽ đến đây và mây chăm sóc mấy bạn mèo này. Mây rất là thích mèo, không phải là ngày nào mây cũng đi ăn vặt như thế đâu, có hôm mây sẽ về nhà ăn đấy, nhưng mà hôm nay là bạn cùng phòng của mây không ở nhà và mây không thiên cơ của mình, thế là mây đã rủ bạn của mây đi ăn vặt đó. Một ngày đi học về của mây xong thì thường sẽ chỉ là ăn và đến chăm mèo. Bây giờ thì là đến giờ mây chỉ mới đi ngủ, thế là mây cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video này của mây, và hãy cho mây xin một like nhé để mây có thêm động lực thật nhiều video hay hơn. Và nhớ là bấm nút đăng ký, bật chuông báo nhận thật nhiều thông tin kênh của mây Khoai Tây. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.